Theo người dân địa phương, đã có rất nhiều trường hợp bị ngã khi đi qua đây. Việc tự ý lắp đặt ống hút cát qua mặt đường đê diễn ra đã lâu. Cách đây khoảng 20 ngày, thanh tra giao thông, sở giao thông vận tải tỉnh và ủy ban nhân dân xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử đã đến làm việc nhưng không hiểu lý do gì vẫn chưa giải tỏa được chướng ngại vật nói trên. Dư luận đặt câu hỏi có hay không việc bao che của các cơ quan chức năng cũng như cấp chính quyền cơ sở. Bởi qua gần một tháng, một vi phạm nhỏ nhưng không thể giải tỏa trong khi có nhiều đơn vị chức năng từ tỉnh cho đến địa phương đều có mặt